lên cho em đi các chị ơi. Hello mọi người nha. Mỗi chị đang lên like thì cho em xin một lượt chấm bài lên với nào mọi người nào. Chấm bài lên giúp em nhá. Người đây mà giờ mọi người vào chấm bài lên cho em đi xem nào. Mọi người bắt 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 mọi người b
lên like chấm bài lên cho em với. Cái gì đấy? À. Đâu mọi người thấy em chưa? Mọi người chấm bài lên đi các bác ơi. Hôm nay em sẽ xem hết hàng lẻ sai để đến nơi để hàng mới này. Mọi người chấm bài lên đi mọi người nhá. Muốn chị đang lên like cho em xin mọi người chấm bài đi nhá. Hoa đắt gen cho em nhé mọi người nhé, hoa đắt gen cánh tiên 14 đến 18 cân cho em ạ.
có kèm dây băng luôn đấy nhá, có kèm dây băng luôn ở trên đầu cho em 02 nhá, 59.000 đồng cho em. Cho em nhá.
từ 4 tuổi cho đến 35 cân 89 tuổi, qua lại mặc vừa cho em 109.000 đồng cho em váy xốp cao cấp cho em hoa liền nha mọi người. Cái này là hoa cao cấp cho em, nó liền nha mọi người nhá. Nó là hoa liền kết liền luôn với váy này. Chất liệu của nó là xốp mềm cho em ạ, rất là xinh. Co giãn 4 chiều cho em nhá mọi người. Size 35 cân quay đầu cho em. Cái này có dây thắt eo ở sau cho em này. Cái này lên cho em mã hàng là 05 đi. 109.000 đồng cho em váy cao cấp nha. 109.000 đồng cho em 05 cho em này. Màu xanh này. 05 lên cho em màu trắng này. Tay bồng nha mọi người nhá. Và 05 lên cho em là màu hồng này. 05 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em là có đơn. Các chị nhớ là phải lên số điện thoại nhá. 05 109.000 cho em nhá. 109.000 đồng cho em, chị vào đặt lại đi chị Phan Thị Lợi nhá. Vào đặt lại đi. Rồi 05 hồng, 05 xanh và 05 cho em màu trắng này. 109.000 đồng cho em full size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân giúp em ạ. 04 bé trai á, bé trai thì chỉ mặc được màu vàng thôi. Bé trai thì mặc màu vàng thôi chị ạ. Còn màu hồng với màu đỏ thì bé gái mặc nhá. Rồi này, Việt Thủy Hồ có 05 ok này. 15 cân đến 35 cân cho em màu xanh này. 05 lên màu trắng này, 109.000 nhá. 05 lên cho em màu hồng này, 109.000. 15 cân đến 35 cân giúp em, rất là xinh. 15 cân đến 35 cân giúp em nha các bác nha. Chị nào lấy thì comment cho em là 05 109.000 đồng cho em váy cao cấp cho em. Cái này xinh lắm, cái này rất là xịn xò luôn này. Hoa kết liền cho em này, hoa rất là xinh luôn cho em này. 02 là cái gì? 02 18 cân quay lại nhá. 02 là 18 cân quay lại cho em. Rồi chị nào lấy 05 thì comment váy là 05 cho em nhá. Mọi người chấm bài lên cho em nha, chia sẻ like lên cho em nha. Cô chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like nữa nha các bác ơi. Chậm quá. Cô chợt nghèo. Rồi bộ này lên cho em này. Bộ khóa này còn sai gì em? Còn mình số 4 mà mình mới vào thôi. Bộ cam á. Rồi cái này lên cho em bộ khóa này. Bộ khóa cho em size cho bé là 18 cân cho đến 18 cân đến 27 cân cho em. Mã này lên cho em mã số là 06 nhá. 06 em còn một ít thêm sale 89.000 cho các chị luôn nhá. 89.000 lên con này cho em là 06 cho em này. 06 bộ khóa nha mọi người nhá. Mỹ trên có 05 rồi, Mỹ trên qua cho đi đâu nào. Rồi ok, Hường Thúy có 05 rồi ok này. Không miễn ship nha, nhà em không miễn ship đâu nhá. Rồi cái này lên cho em là 06 đi. 06 cho em nhá. Bộ da cá có mũ này. Đây, cái đây là hàng da cá cho em nhá mọi người. Chất rất là đẹp luôn cho em này. Đấy, kéo khóa cho em này. Bộ da cá lên cho em này. Mã số lên là 06 đi. 18 cân đến 2 tầm 25 cân quay đầu cho em nhá. 25-27 cân quay đầu cho em. 89.000 một bộ thôi ạ. Cái này em sale 89.000 còn mấy bộ thôi nhá. 89.000 lên mã hàng kèm cân nặng cho em và không lựa màu nha các chị nhá. Cái này không lựa màu nhá. 06 đi. 06 không lựa màu, 89.000 cho em. 06 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 06 thì comment là 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 06 89.000 full size cho bé là từ con này size cho bé là từ 18 cân đến tầm 25-27 cân quay lại nha. 89.000 bộ da cá cao cấp cho em rất là đẹp luôn. Cái chất liệu của nó là da cá nha mọi người nhá, không phải hàng thun đâu nhá. Cái này là da cá 06 nhá. Xuân Thu có 04 rồi ok này. Hường Thúy có 05 rồi ok. Rồi cái này lên là 08 đi. À 06 đi. 06 89.000 đồng cho em không lựa màu nha các bác nha. Chị nào lấy thì comment 06 cho em 25-27 cân quay lại cho em một bộ nhá. 89.000 một bộ. Đây, hiếm khi mà em bán cái bộ này 89.000. 06 á, 06 đầm công chúa là không có nhá. Rồi Hường Thúy có 05 rồi ok. Cái này lên cho em là 06 bộ da cá cho em quần bom ạ. Cái này là quần bom cho em. Full size cho bé là từ 10 chị 10, Hoàng Khuyên lên số điện thoại 17 cân cho đến 25-27 cân cho em nhá mọi người nhá. Hoàng Khuyên lên số điện thoại này. Hoàng Khuyên lên số điện thoại này. Rồi Thúy Nguyễn có 06, Thanh Thúy Nguyễn 06 này, lên cân nặng nha mọi người nhá. Lên cân nặng, mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại nào. Hoàng Khuyên lên số điện thoại. Trần Hoa 02 rồi ok nhá. Rồi chị nào lấy thì comment là 06 cho em, 89.000 đồng cho em nhá mọi người. Không lựa màu nhá mọi người nhá. Không lựa màu cho em, 89.000 một bộ nhá. 89.000 đi đâu đi nhá, là từ 2 sản phẩm trở lên đơn trên 100.000 đồng em mới gọi chốt đơn nha các bác nha. Rồi này, Hương Lưu 03 hết rồi ạ. 03 hết đúng không? 03 hết rồi nhá. Hương Lưu có 06 ok. Cái này không lựa màu nhá các chị. Nếu như mà lấy hai màu thì em à hai bộ thì em sẽ cho ra hai màu khác nhau nhá. Bộ này nếu như lấy hai màu thì em sẽ cho hai bộ khác nhau. Rồi 06 có 89.000 thôi. Chị nào lên cân nặng thì mới có nhá. Có 10 bộ thôi ạ. 89.000 hôm nay áp dụng chia sẻ like cho mọi người, chia sẻ like giúp em nhá mọi người nhá. Rồi 06 89.000 cho em.
cho em này, mã tiếp theo này. Hoàng Khuyên rồi, ok này. Rồi cái này lên cho em mã số 07 nhá. Như Linh Phạm 06 hai bộ ok này, Hương Lưu 03 rồi, 03 hết nha. Hương Lưu có 06. Rồi cái này lên cho em mã số 07 cho em váy hoa này. Size 14 đến 18 cân cho em 07 này. Còn mấy cái em sale 69 thì luôn cho em con này 07 đi. Đây cái này lên 07 cho em 69.000. Xuân Thu 06, Vũ Hằng 06 rồi ok. Rồi cái này lên 07 cho em size 18 cân quay lại cho em 69.000 nhá. 07 cho em này. Bộ treo trên tường bao nhiêu cân, giá sao vậy em? Bộ treo trên tường là bộ nào? Bộ canh mặc á. Rồi cái này lên cho em váy mã hàng 07 cho em nhá. 07 cho em. Đây bộ này là váy này lên là 07 14 đến 18 cân cho em, còn mấy cái sale 69.000 luôn cho em nhá. Có một mẫu hoa vàng thôi ạ. Cái này có một mẫu hoa vàng thôi, giá búp bê rất là xinh luôn. Còn đâu chục cái sale 69.000 cho em nhá. 69.000. Nhà em không có bé trai nhá. Đây hàng lại sai đây vì có giá 69.000 chứ bình thường cái này làm gì nhà em bán 69.000. Cái này bán ít nhất là 139.000. Rồi cái này đây là 07 đi, 14 đến 18 cân 69.000 cho em 07. Bộ cốt tông không có đâu nhá, toàn bộ da cá thôi. Rồi ok nha. Lê Diễm có 06 rồi ok nhá. Rồi chị nào lấy 06 thì comment là 06. Còn bộ còn váy hoa này là 07 cho em này. Váy hoa này là mã số 07 cho em 69.000 thôi ạ. 69.000. Nhớ là 14 cân đến 18 cân cho em với giá chỉ có 69.000 một cái cho em nhá. Đây rất là đẹp luôn, 69.000 đồng cho em này. Cổ sen bèo cho em rất là xinh. Chị Nhu Mì Mai Thị lên số điện thoại đi ạ. Nhu Mì Mai Thị lên số điện thoại này. Nhu Mì Mai Thị thì đúng rồi. Chị Mai Thị lên số điện thoại đi nào. Rồi 0769.000 nhá. 0769.000 đồng cho em. Chị nào lấy 07 thì comment là 07 cho em 69.000 cho em nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mọi người chia sẻ like cho em với đi các bác ơi. Rồi váy nại này. Rồi mã này lên cho em là 08 dài tay váy tiểu thư này. Sai gì? Rồi 07 chị Mai Thị này, như Mỹ Mai Thị lên số thoại này. Trần Thị Lệ có 07 rồi ok nhá. Hà Bùi có 07 ok. Em có cả bộ cả váy nhiều thứ lắm, em sẽ lên xem kẽ để chị nào cũng mua được nhá mọi người nhá. Nghe mọi người dám đợi nhá mọi người ơi. Đợi rồi. Trần Hòa này lên số thoại chưa ạ? Trần Hòa có 07 ok. Mỹ Nga có 07 ok. Rồi cái này lên cho em là 08 váy tiểu thư nhá. Váy tiểu thư cho em 08 này. Con này size cho bé là 17 cân đến 40 cân này. 08 này. 17 cân đến 40 cân cho em 08 cho em nhá. Váy tiểu thư cho em giá 109.000, size đến 40 cân quay đầu cho em. 109.000 cho em con này. Chất liệu của nó là von Hàn Châu rất là mềm. Đó cái màu đó nó giống hệt cái áo em luôn á, đẹp lắm. Cái này lên là 08 đi, 08 cho em nhá mọi người nhá. 08 cho em này, đợi bộ đợi xíu nhá. 08 cho em này, 17 cân cho đến 40 cân. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa cho em cái váy này. Rất là xinh, cái phần trên này là von kính nhá. Nơ liền cho em ạ. Đây phối nơ liền cho em này. 109.000, size cho bé là từ 17 cân cho đến 40 cân cho em. Váy tiểu thư cho em 08 cho em màu hồng này, màu đỏ này. Tay bèo nha mọi người nhá. Cái này tay bồng bèo rất là xinh, chất liệu không bị nhăn nhá. 07 cho em này. À 08 cho em màu đen này, 08 màu đen này. Ship tỉnh á. Tỉnh chị ở đâu? Chắc tầm 3-4 hôm. Rồi ok nhá, 08 cho Phan Thị Lợi ok. 109.000, 17 cân đến 40 cân cho em 08 nhá mọi người nhá. 08 cho em màu đen này. 08 lên cho em màu hồng này. 08 lên cho em màu đỏ này. Đó, màu đỏ cho em. Mã hàng lên là 08 kèm cân nặng. Và kèm số điện thoại cho em là có đơn có 109 như một cái váy cao cấp cho em nhé mọi người nhá. Không nhăn nhàu cho em và rất là mềm. Cái phần quan kính này nó rất là mềm và sang nhé mọi người ơi, đẹp lắm. 08 nha. Chị nào lấy 08 thì comment là 08 109.000 đồng cho em. 40 cân quay đầu nha các bác nha. 17 cân là từ 4 tuổi cho em đến 40 cân quay đầu cho em. 109.000 cho em. Nữ Hoàng Phan có 08 ok. Phan Thị Lợi 08 rồi ok này. 08 màu đỏ này. 08 lên cho em màu hồng này. 08 lên cho em màu đen này. Màu đen cho em 08 này. 109.000 nhá. Phan Thị Lợi có rồi. Tuyết Nhung có 08 ok này. 109.000 đồng cho em size đại nha các chị nhá. Váy cao cấp size đại mà chỉ có hơn 100.000 giá. Sẽ quá chất này không bị nhăn nhàu nhá. Rất là mềm mà còn co giãn lại cho em nha các bạn bác nha. Còn co giãn lại cho em thích lắm nhé. Em không có đồ bé trai nhá. Em không bán đồ bé trai. Rồi cái này lên cho em này. Đó rất co giãn rất là nhiều luôn cho em. 08 cho Lý Trần ok. 40 cân quay đầu nhá. Sao không nhận được hàng vậy bạn? Chị có nhân viên chốt đơn chưa chị? Rồi 08 đỏ, 08 hồng. Và 08 thì lên cho em là màu đen nhá. 109.000 đồng cho em nha các chị nha. 109.000 một cái. Johnny Nguyễn có 08 này. Ok hai cái này. Nữ Hoàng Phan 08, Thùy Dung 08.
màu theo cho em này. Trông rất là đẹp, cái này miền Nam mặc được, miền Bắc mặc được, các chị ơi không nóng đâu nhá. Cái này lên cho em mã số lên là 09 này, coi bản cho em rất đẹp lắm. Size gì nhỉ? 20 cân thôi á. Size 18 cân đến 30 cân cho em này. 18 cân đến 30 cân cho em bộ này, em tặng các chị 109 nghìn một bộ nhá. Hôm em hết rồi, 109 nghìn. Mã này lên cho em mã số là 09 cho em đi, 09 cho em. Các bác ơi đẹp lắm, bộ này rất là đẹp luôn nhá. Size 30-35 cân cho em nhé. Có
còn 20 cá tặng 59.000 cho em. 59.000 lên con này cho em là 10 kèm cân nặng và cho em này 30 cân đến 35 cân cho em màu không lựa màu nhá. Cái này có một ít thôi, 59.000 đồng luôn. Thanh Thúy này có 02 rồi, ok vui lòng đi đơn ít nhất là từ 2-3 sản phẩm trở lên. Đơn trên 100.000 đồng mới gọi cho đơn nha các chị nha. 10 cái này lên cho em mã số 10 cho em nhá. Chị Tú Trinh lên lại số đi chị ơi. Nào mãi mà không thể lên số. Rồi Diệu Ly có 02 rồi, ok Phượng Thảo có 02 ok này. Rồi cái này lên là mã số 10 cho em nhá. Size 30 cân đến 35 cân cho em, váy khoét lưng cho em nhá. Váy cánh tiên khoét lưng cho em này. Đó cái này là tay loe nhá mọi người ơi. Cái này là dạng tay loe cho em này. 59.000 một cái, 30 cân đến 35 cân cho em 59.000. Diệu Ly 02 rồi. Thùy Dung 10 ok. Các chị lên cân nặng đi mọi người ơi. Các chị lên cân nặng cho em rồi nhá. Mỹ Nga có 02 ok. Đây lên là mã số 10 cho em không lựa màu nha. 30 cân đến 35 cân cho em không lựa màu, 59.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. 59.000 đồng cho em, váy khoét lưng cho em rất là điệu. Mã số 10 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Rồi Hương Nguyễn có 10 này, Thanh Tâm có 10 rồi ok này. Sao bạc vừa không? Chị Lan cho em là lấy cái bộ kia về. Rồi cái này lên là 10 cho em nhá. 10 cho em ạ, mã số 10 cho em nhá. 10, 59.000 các chị ơi lên cân nặng cho em. Lan Phương có 10 ok này. 30 cân đến 35 cân cho em nhé. Vì hàng lẻ size mọi người cố gắng lên cân nặng đi mọi người nhá. Hàng lẻ size nên cố gắng lên cân nặng cho em. Cái này chất liệu của nó là đùi tơ, là rất là mềm. Cái này mềm lắm, mềm mà không bị bay, không bị xù đâu nhá mọi người nhá. Toàn kim lên số điện thoại đi chị ơi. Toàn kim lên số điện thoại là toàn kim lên số điện thoại nhá. Thùy Dung 10 rồi, Thị Tuyết 10 này. Toàn kim lên số điện thoại này. Mã số 10 cho em nhá. 59.000 cho em nhá. 30 cân đến 35 cân, 59.000 một cái thôi. Nga Trần có 10 ok này. Rồi chị nào lấy 10 thì comment 10 cho em, 59.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. 10 đi, 59.000 cho em. Rồi lên tiếp cho em ạ, tiếp theo này. Cái hai tay này hết chưa? Cái hai tay này còn hai gì không? Rồi cái này em cũng sale luôn này. Các chị ơi lên thì lên luôn mã số nhá. Mã hàng kèm cân nặng cho em nào các chị nha. Lên mã hàng kèm cân nặng giúp em nhé mọi người nhé. Rồi cái này còn sai gì nhé. Chị Trang Lý em gọi không có nghe máy này. Chị Toàn gì đấy, lên số thoại đi. Cái đấy màu hồng cùng vàng Toàn kim lên số thoại cho em nào. Toàn kim lên số thoại nhá. Văn võ này có 02 rồi ok. 08 này rồi ok nhá. Các chị ơi Trần Ánh có 02 rồi. Hồng Cao 10 này. Toàn kim lên số thoại. Rồi cái này sai gì? Hồng cao lên số điện thoại này. Hồng cao lên số điện thoại nào. Hồng cao lên số điện thoại toàn nào. Toàn kim này, lên lại này. Hồng cao và toàn kim lên lại số đi. Chị toàn kim sai số này kìa. Rồi cái này lên mã số 11 cho em này. Mã số 11 con này size 17 cân đến 35 cân cho em. Mã số 11 cho em này. 69.000 một cái luôn. Váy hiếm khoét lưng tiếp này. Chị ơi dù chung đơn với ai cũng lên cái số điện thoại. Chung đơn với ai cũng phải lên số điện thoại nha mọi người nhá. Chung đơn với bất kỳ ai cũng phải có số điện thoại cho em thì mới chung được nha. Chị nào không có số thoại không có đơn đâu nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 11 cho em này. 11 cho em nhá. Size cho bé là từ 17 cân đến 35 cân cho em này. 69.000 luôn cho em nhá. 69.000 cho em nhá. Cái này cũng có khoét lưng một xíu rồi này. Cái này có màu nâu tây với lại màu hồng cho em rất là đẹp. Váy hiếm nhá. Cái này lên mã số là 11 cho em, váy hiếm này. 69.000 đồng cho em nhá. 69.000. Mã hàng là 11 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá mọi người nhá. Váy dài tay 40 cân em có nhá. 11 cho em với giá là 69.000 một cái cho em. 69.000. Full size là 17 cân cho đến 35 cân cho em nhá. 17 cân cho đến 35 cân cho em. 69.000 đồng cho em nhá. Có màu hồng này. 11 lên cho em là màu nâu tây này. 69.000. Các chị lên này đúng cú pháp em ghim bên dưới nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá các bác nhá. Lên mã đầu tiên là phải có số điện thoại rồi và nhìn số điện thoại cho thật chính xác cho em. Không có sai số là không gọi được đâu. Và lên cân nặng cho em. Đấy còn những cái mã sau thì chỉ cần lên mã hàng kèm cân nặng là ok rồi. Cái này lên cho em 11 69.000 nhá. 11 69.000. Rồi Hương Nguyễn có 11 rồi ok nhá. Anh Thu có 10 rồi ok này. Hòa Lê 11 út. Hòa Lê à, chị Hòa Lê có phải hôm nay không nghe máy không nhỉ? Cái chị bên kia là chị gì nhỉ? Em không biết có phải chị này không cơ. Chị Hòa Lê này em không biết có phải không, xin lỗi chị nhá. Út Thi có 11 rồi. Thùy Dung 11 này. Thái Diệu Hiền này có 10 rồi ok này. Nga Trần 11 toàn kim rồi ok. Phượng Thảo này 11 rồi ok nhá. 69.000. Út Thi ơi lên số thoại vừa nhắc xong. Út Thi lên số thoại cho em nào. Ngọc Hồng Nguyễn 11, Lê Phương 11, Trần Bảo Thảo 11, Thùy Dung 11, Hoàn Duyên 11 này ok nhá. Cẩm Thảo 11. Út Thi lên số thoại. Rồi có 69.000 thôi, size 35 cân quay đầu.
học nha. Rồi Mỹ Tiên 11, Hường Thúy 11, OK Phan Thị Lợi 11, cái này có tờ chắc tầm 20-30 cái gì đấy, 69.000 cho em nhá. Ngọc Quyền 11, Phan Thị Lợi 11, chị Út Thi không có, số điện thoại không đi đâu nữa nhá. Rồi 11 cho em váy yếm này, xinh nhỏ, 69.000 cho em nhá, 69.000 cho em 11 cho em, 69.000, 17 cân đến 37 cân nhá. Kim Hồng có 11 số, OK, 69.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment là 11 cho em đi, 11, 69.000 cho em nhá. 11 cho em 69.000. Rồi Út Thi có 11 này, Ngọc Thảo Vũ có váy 11 hai màu này, yếm hồng, OK. Các chị nhớ lên số điện thoại nhá, đơn có nhân viên gọi cho đơn là đi đơn rồi nhá, có nhân viên gọi cho đơn là đi đơn rồi. Cẩm Thà có 10 rồi ạ, có 10 rồi. Rồi màu nâu tây với màu hồng cho em này, cái này chắc đẹp lắm mà mát lắm các chị ơi, cái này mát cực, có 69.000 cái chắc rẻ thế. Cái này em sale cho hết đi để cho em một con váy rất là đẹp luôn này. Cái này còn size gì đó, rồi cái này lên cho em mã số 12 này. Trần Hoa có 10 rồi, OK nhá. Thùy Trinh có rồi này, rồi đi đơn rồi chị Kim Lê nhá. Rồi Văn Loan Võ có 08 là váy dài tay đúng không, 08 là cái gì nhỉ, đúng rồi 08 là dài tay nhá. Rồi dâu tây có 11, Mai Lê 11, OK. Rồi 11 hết nha. Rồi cái này lên cho em váy bồng cao cấp cho em mã số lên là 12 cho em này. Con này có size nhá, 17 cân cho đến 37 cân cho em màu, các màu luôn. Màu hồng, màu xanh, màu vàng là 17 cân cho đến 37 cân cho em, 135.000. 135.000 cho em, chất liệu là xốp vân hoa nhá mọi người nhá. Cái này là xốp vân hoa cho em rất là đẹp, hàng cao cấp đẹp lắm. 135.000 đồng cho em nhá, 17 cân đến 37 cân cho em. Mã hàng lên cho em là 12 cho em màu hồng này, 12 lên cho em màu xanh này. Các chị comment đúng mã số em đọc nha mọi người ơi, không phải đi đâu mà vội đâu. 12 lên cho em màu vàng này, 12 màu vàng cho em này, 135.000 nhá. Mèo yêu ơi, cái này là mới là 12 nhá chị mèo yêu nhá. Đây mới là 12 nhá, 12 là tay bồng cho em, các chị nhìn này. Đó, cái tay bồng rất là đẹp luôn mà sang lắm. Chất liệu là xốp hoa cao cấp cho em, rất là mềm, rất là mềm luôn cho em nhá, 17 cân đến 37 cân cho em. Riêng màu trắng thì chỉ có size đến tầm 32 cân quay đầu thôi nhá, màu trắng thì có 32 cân quay đầu thôi, còn các cái màu khác là 17 cân đến 37 cân cho em. Mã này là 12 nhá, 12 cho em, váy cao cấp cho em 135.000 đồng cho em nhá. Váy công chúa đây, cái này là dạng công chúa cho em, rất là đẹp. Cái này đi tiệc, đi sinh nhật, đi chơi này đẹp lắm. 11 là em hết rồi các chị nhá. Cái này lên cho em là 12 đi, 135.000 cho em nhá. Màu hồng, màu xanh và màu vàng cho em, váy hot cho em của năm nay luôn này. Phần sau thì có phối một cái dây thắt eo cho em này, đấy rất là đẹp luôn ạ. Cái này sang lắm các chị ơi, cháu nhà em mặc một cái đẹp cực luôn nhá. Điện thoại chị ơi. Cháu nhà em mặc một cái màu trắng đi để sinh nhật đấy, đẹp lắm. Mã này lên cho em là 12 giúp em nhé mọi người nhé. Mã số lên là 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác nha. Đây này, khách cháu nhà em mặc này, đó xinh chưa. Bờm là tự phối nhé mọi người nhé. Mèo bờm yêu là lên tự số phối. Mèo yêu lên số điện thoại nào. Mèo yêu lên số điện thoại nhá. Chị mèo yêu lên số điện thoại cho em này. Màu vàng 12 này, màu xanh 12 này, màu hồng 12 này và màu trắng 12 cho em 135.000. 135.000 hàng cao cấp cho em nhá. Chị Nguyễn Thùy Nguyễn và chị Nguyễn Thúy, Nguyễn Thúy lên số điện thoại đi ạ. Nguyễn Thúy lên số điện thoại nào. Nguyễn Thúy lên số điện thoại. Nguyễn Thúy lên số điện thoại cho em. Đây, cái này 12 đây nhá, 12 đây này. Đó, cháu nhà em mặc cái màu trắng đi sinh nhật đẹp lắm. Bờm là tự phối đây nhá, các chị ơi không kèm bờm đâu nhá mọi người nhá. Màu xanh, màu vàng, màu hồng cho em và màu trắng cho em, bốn bảng màu cho em, tay bồng rất là đẹp luôn. 135.000 size đại cho em, 17 cân đến 37 cân nhá. 17 cân đến 37 cân cho em. Rồi chị nào thích comment hồng, xanh và vàng cho em này. Đẹp lắm. Hồng, xanh, vàng, trắng cho em nhá mọi người nhá. Hồng, xanh, vàng, trắng cho em. Mã hàng là 12, 135.000 hàng cao cấp. Cái này bên ngoài thị trường đang bán ít nhất là tầm 300.000 đến 350 một cái đó. Cái này chất xốp là rất là mềm và không hề bị nóng đâu nha các chị ơi, dạng công chúa cho em rất là đẹp luôn. 12, 139.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. À 135.000 cho em nhá mọi người nhá. 135.000 nhá mọi người nhá. 12 đi, chị nào lấy 12 thì comment là 12 giúp em nhá. Số OK nhá. Đầm trắng có 20 ký không? Có chứ. Có 20 ký mà, có 20 ký mà. Còn cái này là bao nhiêu nhỉ? Cái này là mã bao nhiêu nhỉ? Đây. Cái này là 05 đây nhá.
không có 42 cân, cái đấy chỉ có 37 cân thôi. Hoàn Duyên này, các chị ơi lên số điện thoại đi nào. Hoa Vũ và Hoàn Duyên lên số điện thoại cho em nào. Rồi cái này là 05 này mọi người nhá, size 15 cân cho đến 35 cân cho em. 05 này có 109.000 thôi, con này lên là 05 cho em nhá. Nó lại là chất liệu lại khác, cái này là chất đuổi gân xốp cho em. Cái này là đuổi gân nhá mọi người nhá, co giãn. Còn cái kia là xốp vân hoa, nó khác hoàn toàn nhá. Đây cái này hoa liền cho em này, đẹp lắm, toàn cái cao cấp thôi. Cái này em còn ít ngay sale 109.000. Cái này lên cho em là 05 cho em này. Đấy cũng là tay bồng hoa cài cho em, cũng là dạng dạng công chúa rất là đẹp. Cái này lên là 05. Nhà em không có của mẹ, nhà em chuyên của bé thôi. Rồi 05 hồng này, 05 lên cho em màu xanh này, 109.000 con này là 05. Mèo yêu có 12 rồi hai cái này. Liêu Lê Thị có mã số 12 đúng không? 12 là 135.000 đúng rồi. Rồi cái này lên là 05 cho em nhá mọi người nhá. 05 cho em, cái này chất liệu là đuổi gân cho em, 05. Vẫn đang có chốt 12 rất là nhiều. Thì Trinh có 12, Lan Nguyễn 12, ok. Nguyệt Monai 12, ok hai cái này. My Nguyễn có 05, ok. Con này là 05 nhá. Còn 12 là ở sau em là tay bồng nhá. 12 là cái dạng tay bồng to này. Đó, dạng công chúa. Đây, còn cái này là 05 nhá. 05 cho em là có bông hoa ở trước ngực cho em. Đó, hai cái phân biệt rất là khác nhau. Rồi, Hoài Lê có 05, ok này. Anh Thu có 12 vàng rồi, ok nhá. Phương Thảo này 12 ở sau em luôn này, chị yêu này. Rồi Hoài Thu có 05 rồi, ok. Mèo yêu có rồi nhá. Mèo yêu có rồi, một cái này, màu vàng, ok. Rồi mã này lên là 05, 109.000 đồng cho em. Đó, 109.000 cho em nhá mọi người. Màu hồng này, 15 cân đến 35 cân cho em. 05, 109.000 thôi. 05 màu hồng này, 05 lên màu xanh này, 05 lên cho em này. Màu trắng này, 05 Út Thi có 05 rồi, ok nhá. 05, 109.000. 10 là cái gì? 10 là cánh tiên sáu. 10 là cánh tiên sáu hết rồi nhỉ? Có cái yếm hết. Rồi, yếm. Rồi, ok nhá, 12 cho Văn Loan Võ rồi, ok này. Đồ bộ có rồi, em xíu em lên váy rồi, tí này em lên đồ bộ nhá. Lê Phước có 05, ok này. Mỹ Tiên 05, ok này. 12 có 3 màu chị ạ, 12 có 3 màu. Đây là 05 đấy nhá mọi người nhá. Cái này là 05 cho em hồng này, 05 xanh này và 05 trắng cho em này. Con này là 05. 05 109.000 thôi. Rồi Hoàn Duyên có 05 hồng thúy, 05 ok này. Toàn Kim có 12 rồi. Rồi chị nào mà có rồi thì không cần comment lại đâu, chia sẻ like thì không biết comment là được nhá. Phương Lê có 12 ok nhỉ. Út Thi có rồi chị ơi, 05 Út Thi có rồi nhá. 3 màu. Cái này là 05 hoa ngực nhá. 05 hoa ngực cho em và hoa liền nhá mọi người nhá. Đây là hoa liền 35 cân chứ. Cái này có 15 cân đến 35 cân mà. 15 cân đến 35 cân 109.000 một cái thôi. 109.000 thì em hết rồi. Em hết rồi nên em tặng 109.000 cho em 05 nhá. Màu hồng, màu xanh và màu trắng cho em 05 nhá. Còn cái 12 là cái này nhá mọi người ơi. 12 là cái tay bồng này nhá. Không có mọi người lại nhầm mã này. Đó, 12 thì là màu như thế này này. Lên 12 là màu này này, tay bồng này. Đó, 12 là tay bồng cho em này, 12 xanh này. 12 vàng, 12 xanh, đây là 12 này. Đây là 12 nhá, không nhầm mã nhá. 12 là tay bồng to đấy. 12 xanh, vàng và hồng cho em này. Đây mã số là 12 cho em. 135.000 là 12 nhá. Đó, cái này là 12 nhá mọi người nhá. Đó, cái này là 12 cho em, rất là xinh, đẹp lắm, toàn váy công chúa thôi. Màu xanh, màu hồng, màu vàng, mã số là 12 đây ạ. 135.000 cho em mã số 12, từ 17 cân cho đến 37 cân. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi là mặc được cho em con này là mã số 12 nhá. Trang Nguyên 05 này, Nguyễn Thanh Hà không có 12 cân rồi chị yêu ạ. Thanh Lam có 05 ok nhá. 12 có 37 cân cơ mà, làm sao 35 cân lại không mặc vừa. Em đặt từ 17 cân đến 37 cân mà. Rồi 05 cho chị Thanh Lam có rồi này. Rồi Nina này có 30 cân. Các chị ơi nghe em nói cân nặng đi rồi hãy hỏi nha. Không, đơn hôm nay phải trên 800.000 mới miễn phí ship, vì hôm nay em đang xá kho mà nhá. Rồi này, Hoa Nguyễn 05 ok, Diệu Thơ 05. Cái này là 12 nhá. Em đang cầm trên tay là mã số là 12, đừng có nhầm mã nhá. 05 là đang trên xào này nhá. Đừng có nhầm mã đấy nhá. 05 là có cái hoa ngực ở trước đây này. Còn đây là 12 tay bồng cao cấp cho em, chất liệu là xốp vân hoa. Đấy, màu vàng này, 12 màu xanh này, 12 màu vàng này. Đó, 12 là màu trắng nhá. Chị nào có rồi không cần comment lại đâu. Rồi Diệu Thơ có 05 ok này, Ngọc Báo 05 ok này, Oanh Hoàng có 0
12 ok, Trần Ánh 05 rồi ok nhá, Quang Nguyễn 05 rồi ok nhá. Trời ok đẹp, Bông Nguyễn lên số điện thoại nào. Chị Bông Nguyễn lên số điện thoại cho em nhá. Rất là đẹp, trời ơi, hàng cao cấp đẹp lắm mà có hơn 100.000 cái. Các chị mua cái này ở bên ngoài thề với các chị luôn là phải rơi vào tầm 350 một cái này công chúa ấy. Rồi lên tiếp nha. À, tiếp theo lên xem này. Váy yếm này. Đây váy yếm này em cũng sale hết luôn. Cái này có sai gì đó em. Rồi Bông Nguyễn lên số điện thoại đi chị. Phương Thảo có 12 này, Thùy Dung có rồi. Thùy Dung có rồi nhá. Mình nhận được đầm cho bé rồi. Vừa vừa đẹp lắm số ơi. Cảm ơn chị Phạm An nha. Bông Nguyễn lên số điện thoại 12 135.000 cho em nhá. 12 là trên canh đây, 135.000 cho em. Hoài Thương Trần có 12 ok này. Tang Đặng Thị có 12 ok này. Tang Đặng Thị này ok, bé trai thì em không có đâu. Thảo Nguyễn có 12 rồi. Bông Trần ơi lên số điện thoại đi chị yêu ơi. Bông Trần lên số điện thoại, em vừa nói sai gì đó. Rồi cái này lên cho em này. Bông Nguyễn chứ quên là Bông Trần. Rồi mã tiếp theo lên váy yếm nha. Cái này sale hết luôn này. Nina có 12 ok này. Ở bộ em có nhiều lắm nhưng mà đợi em like váy một xíu cho các chị chọn váy xong rồi em đến bộ nha mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em là mã số 13 nhá. Váy yếm cho em này. Váy yếm chất liệu là đuổi tơ cho em này. Con này có full size cho bé là từ 15 cân cho đến 30 cân cho em. Nhưng mà cái này không lựa màu đâu, em tặng 69.000 một cái luôn. 69.000 đồng cho em đuổi tơ dáng là đuôi cá nha mọi người nhá. Cái này phần dưới là nó là dài này. Đây cái này là dạng đuôi cá cho em. Ship toàn quốc nhà em chỉ có 30.000 thôi. Và mọi người được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nha. Nina có 12 rồi ok, vui lòng đi đơn trên 2 sản phẩm và đơn phải trên 100.000 đồng thì mới có nhân viên gọi chốt đơn nha mọi người nhá. Rồi lên con này cho em mã số là 13, váy yếm cao cấp cho em 69.000 một cái. 15 cân đến 30 cân còn size rất là to nhưng em vẫn sale vì chỉ còn 30 cái thôi. Các chị vui lòng lên cân nặng cho em mã này là 13, 69.000 cho em nhá. Nữ Hoàng Phan có 12, Việt Thùy Hồ có 12 rồi ok. 12 là váy sau là tay bầu ấy nhá. Cái này là 13 cho em váy yếm này. 13 lên là váy yếm cho em đi. 69.000 đồng cho em váy yếm mã số lên là 13 cho em nhá. Full size cho bé là từ 15 cân đến 30 cân cho em 69.000 cho em 13 nhá. Thanh Tâm có 13 này. 15 cân đến 30 cân nhá. Kim Hồng có 12 ok. Các chị nhớ là phải comment đúng mã số cho em, không có là sai mã số là đi sai hàng nhá. Nhớ là đi sai mã số là đi sai hàng đấy nên mọi người, đặc biệt là phải comment thật chuẩn cho em nhá. Rồi nghe em đọc mã số cho chuẩn để đọc nhà để lên và lên số điện thoại cho em. Tay dài của cái mã 05 á, đợi em xíu nhá. Mỹ Tiên 13 này. Hương Nguyễn 13 này. 15 đến 30 cân không lựa màu 69.000 cho em nhá. 13 đi. Hoài Thương Trần 13 ok, Phan Thị Lợi 13 ok này. 15 cân đến 30 cân cho em 69.000 nha các bác nhá. 69.000. Và vui lòng là không lựa màu nhá. Vui lòng là không lựa màu cho em mã này. 69.000 đồng cho em. Chất đúng tơ cho em rất là đẹp ạ. Cái này chất đẹp lắm mà không nhăn nhá mọi người nhá. Có phối đuôi cá sọc cho em rất là xinh mềm lắm. 13 cho mèo yêu ok này. Thương Trần có 13 rồi, Ngọc Hồng Nguyễn 13 ok này. Ví dụ em có đọc trượt qua mất chị nào, ví dụ em quay ra em đi lấy hàng thì trượt comment ấy, các chị cứ yên tâm là có đơn cho em nhá. Chia sẻ like đi để không bị ấn comment cho em. 13 69.000, 15 cân đến 30 cân cho em nhá. 15 đến 30 cân trời đẹp nhỏ, 69.000 cái, không lựa màu nhá. 15 đến 30 cân size rất là to, 15 cân phải từ 4 tuổi trở lên mới mặc được nhá. 30 cân thì cũng phải 8 tuổi quay lại cho em nhá. 8 9 tuổi quay lại. Rồi ba màu hồng vàng và màu be cho em nhá. 13 69.000. Ở bác Tư Cân em sợ hơi chật ấy. Không vừa đâu, bác Tư Cân không vừa, 30 cân quay lại thôi ạ. Phan Thị Lợi có 13 ok này, mèo yêu này, 13 này. Rồi, Phương Thảo 13, Toàn Kim 13, Trần Thảo 13 ok, 30 cân quay đầu cho các chị nhá, không có chật ấy. Cái này là dạng suông thì mà mặc suông suông thì mới đẹp. Mà chật quá không đẹp đâu. Em này là em tư vấn thật sự luôn ấy. Chứ không phải là khách nào em cũng bán đâu nhá. 15 cân đến 30 cân thôi nha. Với giá là 69.000 không lựa màu cho em nhé mọi người ơi. Cái này vui lòng là không lựa màu cho em nhé. 69.000 một cái thôi nhé mọi người nhé. Rồi Trần Thảo có 13 này. Monai 13 ok này. 69.000. 69.000 đồng cho em. Chị nào lấy thì comment là 13 69.000 đồng cho em nha. 13 69.000 đồng cho em. Rồi ok, set chân váy á, có set chân váy luôn. Hương Nguyễn có 13 ok, Monai có 13 ok. Rồi chị nào lấy 13 thì comment là 13 cho em 69.000 nha mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này có các chị có size bé không, để lên size bé nào. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Đây cái này set rồi đây ạ. Đây set rồi còn mấy set để tặng luôn nha.
cái này lên cho em mã số lên là 14 này, cái này xét rồi nha, em tặng luôn. Xét rồi tặng luôn này. Con này size cho bé là từ 15 cân cho đến à quên phải 15 cân, 17 cân. 17 cân đến 30 cân cho em mã này. Mã này lên cho em là mã số là 14 cho em nhá. Cái này sale luôn cho em với giá 109.000 luôn. 109.000 cho em. Màu vàng thì chỉ có mình 25 cân thôi. Màu vàng duy nhất chỉ có 25 cân. Còn màu hồng thì từ 17 cân cho đến 30 cân cho em. Mã này lên là 14 nhá. 109.000 cho em. Set này 109.000 đồng cho em, hàng cao cấp nha. Set rồi nha mọi người ơi. Cái này lên là set rồi cho em này. Chung rất là mềm. Chân váy có quần trong này. Cái này set này chưa nhà ai có ngoài nhà em luôn. Đấy, chưa nhà ai có ngoài là nhà em luôn nhá. 109.000 một set thôi. Có quần trong cho em này, mặc rất là thoải mái, không bị vô duyên đâu nhá. Size 17 cân đến 30 cân cho em màu hồng này. Cái set này 17 cân đến 30 cân màu hồng. Còn riêng cái màu vàng này là chỉ có đúng 25 cân luôn. Cái này chỉ có đúng 25 cân màu vàng này. Nên là chị nào lấy màu nào thì comment cân nặng cho em nhá. 14 là đúng không? Mã số 14, 109.000 một set thôi. 109.000 còn 30 set nha. Còn 30 set tặng 109.000. Hàng cao cấp 300 mà bây giờ em bán 109.000 cho các chị luôn á. Chất liệu là thô boy cao cấp cho em, không nhăn nhầu cho em nhá. Thấm hút mồ hôi rất là mềm. Cái này đi học hay đi chơi đẹp cực. Rồi Bùi Thủy 14 rồi, ok nhá. Benny có, Benny có 14 ok này. Ami Nguyễn này có 14 ok này. Thị Liên này có 11, 13 này. Màu đó lại 3 cái ok chị này. Cái này có 30 cân thôi chị ạ. Màu vàng thì có 25 cân thôi nhá. Màu vàng duy nhất có 25 cân thôi. Còn màu hồng này là size 17 cân đến 30 cân cho em 109.000. 109.000 cho em một set nhá. Cái này là em đang phải dùng kẹp nhá mọi người ơi, chứ không phải là nó bị nhăn đâu nhá. Dùng kẹp thì mấy một vừa cái móc này. 14 này, Thu Hà 14 này, My Nguyễn 14 này, Vân Liêu Thùy này 13, 13 69.000 ok đúng rồi. Việt Thúy Hồ có 14 ok này. Nhớ là màu vàng là có 25 cân thôi nhá. Còn màu hồng là size 17 cân cho đến 30 cân. Đấy, màu hồng này đủ size luôn. Màu hồng 17 cân đến 30 cân. Tại vì màu hồng nó về sau nên là em lại bán bây giờ mới được bán đấy. Chứ không nó không có giá này đâu. Màu vàng nó lại về trước là mới dở chứ. Thế là tặng luôn 109.000 cho em mã số là 14 nhá. Vân Liêu Thùy 13 rồi ok này. Việt Thúy, Việt Thúy Hồ 14 này ok cho chị nước ấy. Trên phải xem ly nhà em hết mất rồi chị ạ. Rồi chị nào lấy 14 thì comment là 14 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các chị nhá. 14 kèm cân nặng cho em là có đơn nha các bác nha. 14 hồng, 14 vàng cho em xếp rời nha mọi người nhá. 17 cân đến 30 cân cho em. 17 cân đến 30 cân cho em nhá. Em ơi, cái váy cổ vuông hết chưa nhỉ? Cái cổ vuông này chưa hết đúng không? Rồi cái cổ vuông này còn một ít size bé này tặng luôn này. Cổ vuông cao cấp này, hàng Quảng Châu này. Rồi cái này lên 15 đến 18 cân cho em này. 14 đến 18 cân. Phú Thùy Trang có 14 ok này. Mã này lên tiếp cho em mã số 15 này. Rồi cái này lên cho em mã số 15 nhá. 14 cân đến 18 cân cho em theo cao cấp cho em này. Của theo nhá. Dạ, hàng Quảng Châu cho em. Cái này size cho bé là từ 14 cân đến 18 cân, em tặng 99.000 luôn. Dáng suông cao cấp cho em này. 99.000 đồng, hàng cao cấp phòng còn chắc là 10 cái thôi ạ. 10 cái xe 99.000. Bộ phía sau còn 40 cân không nhỉ? Cái này lên là 10. Cái này lên là mã số 15 cho em nhá. Mã số 15 cho em này. 15 cho em 99.000 đồng, 14 cân đến 18 cân cho em nhá. Còn chưa bằng vào giá em nhập sĩ. Rồi chị nào lấy thì comment lên cho em mã số này lên là 10, 15 đi. 15 cổ theo cho em dạng suông nhá. Chất liệu của nó là thô nến á. Cái này là thô nến nhá. 14 cân đến 18 cân cho em 99.000 đồng một cái nha mọi người nhá. 99.000 cho em màu nâu màu hồng này. 15 lên cho em màu màu vàng này. 15 lên cho em màu nâu sáng này, màu nâu be cho em này. Mã này lên là 15. Cổ theo là 15 nhá mọi người nhá. Màu khác. Rồi ok, đợi em xíu nhá. Đồ bộ. Rồi ok. Rồi 15 cho em nhá. Chị nào lấy 15 comment. 15 99.000 đồng cho em nhá. 15 99.000 đồng cho em váy cổ theo nhá. 15, 14 đến 18 cân cho em. Cái này là 14 cân đến 18 cân cho em. 99.000 cho em nhá. Còn có mấy cái nữa? 99.000 hôm trước em bán là 189.000 là dễ nhất đấy. Màu nâu, màu hồng và màu vàng cho em nhá. Nâu, hồng, vàng cho em. Bộ quần dài bao nhiêu, có size gì? Cái là sau chị em á hả chị? Bộ sau có 130.000 đấy. Rẻ lắm nhà em, bộ rẻ lắm. Toàn bộ da cá cao cấp không á. Chị nào mà mua bộ nhà em rồi biết, toàn hàng cao cấp không. Hàng bán Quảng Châu cao cấp em bán có hơn 100.000. Bích Hậu có 15 ok, Chính Nguyễn 15 ok, có 99.000 thôi. Các chị ơi không mua cái này phí lắm. Cái này em nhập chính phẩm vào là 130.000 đây này. 130.000
130.000 luôn, hàng Quảng Châu luôn á, 130.000. Chất liệu là thô nến cho em nhá, đẹp lắm. 14 đến 18 cân, mã số lên là 15 á, cái này là 15 nhá. 15 nhá, 15 nhá mọi người, cái này là 15 không phải 14, 15 99.000. Trần Ánh ở đây là 15 cho em nhá, Chính Nguyễn 15 rồi, ok này. Đầm ở sau treo móc á, chị đầm ở sau treo móc là cái này á, cái trắng á. Cơ chị nào lấy 15 thì comment là 15 cho em 99.000 nhá. Vậy em xem tiếp là các chị một mã thế nha. Nhiều cái để sale lắm. Này nhiều cái sai lắm. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Đấy là ở sau là cái nào, cái này à? Cái thế nào? Cái tiểu thư này là không mấy. Em. Đấy hả chị? Cái tiểu thư này lên cho em, cái tiểu thư lên cho em là 08 nhá. Tiểu thư lên cho em đây là 08 này. Size cho bé là 17 cân đến 40 cân cho em 08 này. 109.000 cho em tiểu thư này. Đây cái này lên váy tiểu thư là 08 nha mọi người nhá. 08 109.000 cho em. 08 cho em màu đỏ này. 08 lên cho em màu hồng này. 17 cân đến 40 cân cho em 08 109.000. 08 lên cho em màu đen này. 08 nhá. 08 cho em này. À, lên bộ hả? Ok này. Rồi lên bộ nha. Rồi lên bộ 2 giây lại 2 giây rồi lại bộ. Tại vì em bán cả Bắc cả Nam 3 4 miền nên là khổ quá cơ. Rồi cái này lên cho em là 08 nha các bác nha. 17 cân đến 40 cân cho em này, tay bồng cho em rất là xinh. 08 109 như một cái thôi. 17 cân đến 40 cân cho em váy tiểu thư nhá. Cái này mặc xinh lắm. 08 đỏ này, 08 lên cho em màu hồng này. Và 08 lên cho em màu đen này. Màu đen cho em 08 nhá. 109.000 đồng cho em. Lan sạng có 14 rồi, ok nhá. 08 cho em màu đỏ này, xinh lắm. Cái này chất liệu của nó là voan Hàng Châu, không bị nhăn nhá mọi người nhá. Cái này không hề bị nhăn luôn á, không hề bị nhăn luôn. Có dây buộc thắt eo ở sau cho em, phần trên này là voan kính cao cấp cho em, không nhăn không nhầu. Cái chất liệu này có vò mãi cũng không nhăn được, giặt máy giặt thoải mái không nhăn được nhá. Đó mà lại còn co giãn nhẹ và thấm hút mồ hôi rất là nhiều. 08 109.000. Bé Nê có 08 này, Bảo Ngọc có 08 rồi, đơn ok. Cái này size đến 40 cân cho em. 08 cho em nhá, màu đỏ. 08 cho em màu trà, màu hồng này. Và 08 thì lên cho em là màu đen nhá. 109.000 các chị ơi, chấm 3 lên cho em mới đi. Chấm 3 và chia sẻ like cho em mới đi mọi người. 08 giúp em nha. 115.000 đồng cho em, 08 kèm cân nặng cho em là có đơn nha mọi người nhá. 08 cho em. Rồi ok nhá, 08 cho toàn kim ngọc bảo, 08 hồng ok, tân tệ mẫn có 0 à có 15 ok, mèo yêu 08 rồi ok nhá. Rồi lên bộ đồ bộ nhá, Lan Phương 08 ok, toàn kim ngọc 08 ok này. Rồi cái bộ này cho em này, đây. Đây bộ canh mặc cho em này, bộ canh mặc cho em đọc mã đi. Bộ này lên cho em size 20 cân đến 40 cân cho em này. 100. Cái này lên cho em là 04 lúc nãy chưa có này đúng không? 135.000 đồng cho em 04 này. 100 bạn thôi, cái này giảm đi. Cái này chưa, lúc nãy chưa chốt đúng không? Rồi cái này lên cho em mã số lên là 04 cho em này. Đừng treo móc ở sau, cái này là mã số 12, 135.000 nha chị nha, em lên rồi á, 12 size đến 37 cân quay đầu. Rồi Ami Nguyễn có 08 rồi ok. Rồi lên cho em bộ này. Đầm xanh đậm á, xanh đậm đầm thủy thủ á, đầm thủy thủ á. Rồi cái này bộ này 04 135.000 một bộ da cá cho em nhé mọi người nhá. Chất liệu là da cá Hàng Quảng Châu size to á, cái này form to lắm. 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Nhưng mà cái này hôm nay em sale này không lựa màu ạ. Cái này hôm nay là không lựa màu được nha mọi người ơi, tại vì là hết rồi. Cái này em cũng còn có một ít thôi. Bộ 300 bây giờ sale 139.000 cho các chị luôn nhá. Không 135.000 chứ, 135.000 cho em không lựa màu. Mã hàng là 04 đi, 04 cho bé Nê ok này. Yến Nhi Trần có 08 ok này. Rồi cái này lên là 04 cho em nhá, đẹp lắm. Cái này em bán được mấy, gần 1.000 bộ này rồi vì chất nó quá đẹp luôn á. Phong to, rất là to luôn á. Chất liệu là da cá cho em này. Đây cái này Hàng Quảng Châu nhá mọi người. Phần trên này là thêu này. Đây cái này là thêu cho em. Ở tang ở quả ở áo có tang sườn này. Đấy quần cũng có tang sườn cho em và cái form này rất là rộng luôn á. Size đại nha, bộ đây là bộ bé nhất này, còn cái size to nhất em mặc vừa luôn. Size to nhất em là 45 cân. Em mặc vừa nhưng mà em chỉ chốt được 40 cân thôi để mặc cho nó rộng cho thoải mái ấy. Rồi cái này lên cho em mã số là 04 135.000 nha mọi người nhá. Màu hồng này, màu đỏ này và màu vàng có đúng 3 màu này thôi nhưng mà không lượng màu nha các chị ơi. Đây là bộ bé gái, nhà em không có bé trai đâu nhá. Nhà em không có bé trai nhá mọi người, con bói là em cũng không có bé trai luôn á. 04 nha mọi người nhá. 135.000 một bộ, hôm nay các chị mua là được rẻ hơn bao nhiêu tiền rồi á. 100.000, hơn 100.000 rồi á. Rồi ok, Yến Nhi Trần 08
không lựa màu vì màu nào đẹp. Cháu nghe mặc cả ba màu luôn, màu nào đẹp á, chất đẹp lắm. Hoài Thương Trần 04 ok này, Ngọc Bảo 04 ok gộp đơn này. Không ok này. Rồi Nguyễn Ngọc có 04 này. Mèo Yêu có 04 rồi ok nhá. Rồi này. Rồi ok Mèo Yêu này. Rồi ok, cái này có đến 40 cân cơ mà. 20 cân đến 40 cân nhá. 20 cân bắt đầu cũng phải từ 4 5 tuổi trở lên mới mặc được ấy. Vì cái form này nó dài lắm, cái form này quần nó rất là to luôn á. Quần dài cực chứ không phải như các cái shop khác là nó ngắn cổ lên đâu, nhưng mà quần em dài lắm đây này. Đó, đây là form số bé nhất, đây này 20 cân nhá. 5 tuổi, 4 5 tuổi trở lên. Rồi ok, bé Mê có 04 rồi ok, bộ hồng cao có 04 này, Trần Ánh 08 này. Rồi ok nhá. Ami Nguyễn có 3 bộ này ok chị này. Bé Nê có rồi, Thanh Huyền có 08 rồi ok, Hương Nguyễn 04 rồi ok nhá. 04 nha các chị nha, Vũ Thi 04 ok. 04 cho em 20 cân đến 40 cân cho em. 135.000, 135.000 cho em nhá. Thùy Linh có 04 ok, chất đẹp lắm mà em cầm em mở hết cả tay rồi này. Rồi thì em sale cho các chị một cái bộ này nữa nè. Đây cái bộ này em hết rồi, cái bộ này còn size gì em, cái này chắc còn 10 bộ này. Rồi cái này lên cho em size S là size cái size S đây ạ. Cái này size 17 20 cân. Rồi bộ này lên cho em size 15 cân đến 17 cân đến 20 cân cho em còn có đúng không? Với lại hai cái size gì? Rồi nha, lên cho em bộ này size 17 cân đến 20 cân và có hai bộ size 30 cân cho em, bộ theo Gucci này. Đây cái này theo Gucci cho em, mã này lên là bao nhiêu? 16. 16 đúng không? Mã số 16 bộ này cho em nhá, cho hết luôn này, 129.000 một bộ luôn. 129.000 cho em, cái này cũng là giá tá hàng Quảng Châu cho em nhá mọi người nhá. 129.000 còn 10 bộ cho em, 17 cân đến 20 cân và size 30 cân nhá mọi người nhá. Su kem 04 ok nhá. 04 có màu hồng, màu đỏ, màu vàng nhưng mà không lựa màu chị ạ. Rồi Thùy Linh 04 rồi ok, hai bộ 04 cho bé Nê rồi ok, Thành Trang có 04 rồi ok nhá. 04 là đây nhá mọi người ơi. Đây cái này là 04 này. Đây 04 đây nhá, 04 là 135.000 nhá. Đây 04 là 135.000 đồng cho em này. Đó 04 135.000 cho em đây. Còn cái mã này là 16 này. Cái Gucci theo này là 16 này. Đây cái Gucci theo này này, 17 cân đến 20 cân và có hai bộ size 30 cân thôi ạ. À, em sale các chị luôn này. Chị nào comment nhanh 30 cân thì được này. 129.000 một bộ nha, da cá thông hơi, hàng cao cấp cho em này, chất đẹp lắm. Co giãn 4 chiều cho em này, 16 nhá mọi người ơi, mặc xuống lắm. Đây này các chị nhận bộ nhé em, các chị không nghĩ là mua 129.000 luôn, nếu như các chị đi mua sỉ còn không được giá này luôn á, em thề luôn, mua sỉ còn không có giá 129.000 cái bộ form đại như thế này luôn á. 17 cân đến 20 cân lên cho em, ở dưới là bộ rồng nhá, em gấp lên cho nó đẹp ấy mà. Đây ở dưới là bộ rồng cho em, mã này là 16 nhá mọi người, 129.000 cho chị Hương Nguyễn một bộ 30 cân này, Bùi Thủy một bộ 30 cân này. Bây giờ còn size 17 cân đến 20 cân nhá, 17 cân đến 20 cân là 16, mã số 16, 129.000, 129.000. Vân Dương ở 04 ok, lên cân nặng đi chị. Rồi 16 nhá, chị nào lấy 16 thì comment 16, màu vàng mặc rất là tôn da luôn á. Mùa hè thì à quên, mùa đông thì chỉ có mặc màu đỏ với màu vàng với màu hồng thôi chứ chẳng có màu gì á. À, bưu điện nói giao hàng lại cho em không chị Tuyến Kim á? Có đấy, em báo thì là phải giao chứ. Rồi ok, Gucci không có một màu đấy thôi và còn có mấy bộ thôi. Uti của 08 rồi ok, lên tiếp bộ màu nào màu này. Đây cái này lên cho em này, Gucci ạ. Cái bộ này còn size gì nhỉ? Cái bộ mũ này này. À đây, cái bộ gấu này còn size Gucci ơi, 08 thì em không có màu xanh đâu các chị ạ. 08 không có màu xanh mà. 08 làm gì có màu xanh đâu chị. Màu xanh đấy là mã 12 chị nhá. Màu xanh đây là mã 12 đây nhá. Màu xanh là 12 nhá chị Uti nhá. Rồi lên cho em bộ 16 cho chị Đạt Huỳnh này. Ok, bộ vàng có 129.000 thôi. Rồi lên tiếp cho em một bộ gấu thể thao này. Cái này có size gì em? Rồi size 20 cân đến 40 cân cho em nhá. 20 cân đến 40 cân cho em này. Cái này 18 cân mặc cũng được. Mã tiếp theo là mã số 17 cho em này. Tiếp tục cho em 129.000 luôn bộ này. 129.000. Mã này lên là 17 cho em nhá. Cái đường sọc này nhà em là đường chạy sọc chứ không phải là đường phun đâu nhá mọi người ơi. Nhiều cái shop là thường thường là cái này là người ta phun, nhưng mà nhà em là đường chạy sọc luôn này. Đó, cái này là nhà em chạy sọc, máy sọc luôn cho em cả quần cả áo luôn nhá. Bô rông cho em, cái phần dưới cũng là bô rông này. Đây phần dưới cũng là bô rông cho em, kiểm tra hàng thoải mái cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên là 17 cho em, 129.000 một bộ. 18 cân đến thôi, đến 38 cân thôi. 18 cân đến 38 cân cho em, 38 40 cân quay đầu. 17 nhá, 17 cho em đi. Ami Nguyễn có 17 ok, đây mặt sau này, cái này mặt sau bộ này dễ thương cực.
18 là Nina, ok này. À 17, 17. 17 cho em này. Bộ gấu là 17 cho em nhá. Bộ gấu là mã số 17 cho em. 17 cho em nhá, mã số 17, 18 cân cho đến 40 cân. 18 cân đến 40 cân cho em 129.000 một bộ. 129.000 một bộ nhá. Hằng Vũ 17 này. Ở váy 2 giây đợi em xíu nha, em lên bộ một loạt nữa rồi em lại lên váy nhá. Rồi Hồng Thủy này có 17 ok này. Đặng Quỳnh có 17 rồi ok này. 17 cho em, chất liệu cũng là da cá nha mọi người nhá. Có 129.000 một bộ, em thề các chị không có giá này luôn á, các chị nhận rồi các chị mê luôn đây, chạy sọc này. Đường kim bố trí rất là xịn xò luôn á. Xịn xò đã man luôn. 17 nha mọi người ơi. Size 20 cân đến 40 cân mà có 129.000 thôi. Rồi Út Thi 17 này, Văn Loan có 17 này. Nhung Nguyên lên số thoại là chị Nhung Nguyên lên số thoại. Nguyễn Ngọc 17 ok này, Hương Nguyễn 17 này, chị Nhung Nguyên lên số thoại đi nhá. Sao Vũ Thu 17 này, Thùy Lê 17 ok này. 129.000 một bộ da cá nha mọi người, không bay không xù cho em. Chị Nhung Nguyên lên số thoại nhá. Việt Thúy Hồ 17 ok này, Vân Dương 17 này, nhà em không có bé trai các chị ạ. Cái này lên cho là 17, Liêu Phan Thị có 17 này, Út Thi có rồi chị ơi. 17 cho em có một màu thôi. Màu khác thì em lấy em báo màu khác nha. Còn cái này thì có một màu duy nhất thôi. Mã hàng là 17 cho em 129.000 một bộ nhá, 129.000. Rồi Nhung Nguyên có này, chị Điệp Phan có này. Dồn đơn hôm qua, không dồn đơn hôm qua đâu. Nhà em là like ngày nào là đi đơn ngày đó nha chị Liêu Phan Thị nhá. Hôm nay mà đặt hàng là ngày mai lại có tiếp một đơn nữa nhá. Nhà em là không dồn đơn ạ, tại vì ngày nào cũng nhiều đơn á. Nên là không thể dồn đơn được nhá. Rồi lên tiếp một bộ vu xì cho em, tặng tiếp bộ này cũng còn 10 bộ tặng luôn này. Sai gì em? Rồi lên tiếp một bộ da cá cho em 25-30 cân hả? Rồi cái này lên cho em size 30 cân cho em này. Ý là từ nhỏ đến 30 cân. Mã này lên. Cái này lên cho em size 18 cân đến 30 cân cho em, mã số lên cho em là 18. Tiếp bộ chờ neo theo nhá. Chờ neo theo cho em bộ da cá này. Da cá cho em. Nói chung là màu thì nó trùng nhau nhưng mà thường các kiểu thì nó khác nhau. Bộ thì nó thường thường khác màu. Nó màu thì mùa đông thì chỉ có màu đỏ, màu hồng, màu vàng với màu đen thôi chứ còn không có màu gì hết á. Không có màu gì để mà làm bộ đó. Vài hôm nữa em sẽ về màu xanh rồi xếp các thứ thêm cho các chị. Rồi cái này lên cho em cũng 129.000 một bộ luôn nhá. 129.000 luôn cho em này. Chanel theo cho em nhá. Size 30-33 cân quay đầu. 33 cân quay đầu. Mã này 30 cân quay đầu, 30 cân quay đầu cho em. Size 18 cân đến 30 cân, mã số lên là 18 cho em nhá. 129.000 cho em chờ neo nhá mọi người nhá. Cũng là da cá nhá mọi người ơi, da cá cho em. Cái này phải 20 cân á, không có sợ. Chỉ là 30 cân đúng không? 18 cân đến 30 cân cho em nhá. 18 cân đến 30 cân, mã hàng là 18 cho em. Vi Huyền có 13 ok này. Các chị nhớ là comment đúng mã hàng nha. Nguyễn Ngọc có 18 này, Tiên Nguyễn này có 17 này, comment đúng mã số nhá. Ami có 18 ok này, 129.000 một bộ nhá, 129.000 đồng một bộ cho em. Chị nào lấy thì comment là 18 cho Văn Loan Võ này. Ok cái này có 10 này, chắc là 10 bộ thôi. Rồi ok nhá, chờ neo theo. Cái này là mã số 18 cho em. Sao Vũ Thu 18, Hoài Anh 18 này. Hoa Vũ là 0512 ok này. Hoàng Nga 17 rồi ok nhá. Ami 18 rồi ok. Cái này đây là 18 cho em, 129.000 luôn nhá mọi người nhá. 129.000. Đục màu nhưng mà kiểu nó khác nhau thì các chị mua 2-3 bộ thì cũng không sao đâu. Rồi cái bộ đây cái bộ này còn có chút ít để tải luôn. Hết rồi này, 225 cân đúng không em? Rồi bộ này lên cho em 20 cân đến 25 cân, em còn có mấy bộ này, tặng luôn 89.000 hết luôn đấy nhá, cho nó rộng nơi này. Đây lên cho em da cá vu xì kèm nón này. Mai Thư 18 ok này, váy bây giờ lên váy nhá. Rồi cái này lên cho em này, cho em bé 16 cân bộ là chị, bộ 16 cân có. Rồi mã này lên cho em mã số là 19 này, 19 cho em nhá. Size 20 cân đến 25 cân cho em bộ kèm nón nè. Cái này là bộ kèm nón cho em này, 89.000 một bộ, chắc là còn 5 bộ thôi, 89.000 luôn nhá. 89.000, mã số đây là 19 cho em, màu ghi và 19 thì lên cho em là màu nâu đậm này. Cái này lên là mã số là 19 nhá. Cái này ở dưới cũng là bô dâu nhá mọi người nhá, cũng là bô dâu cho em, nhưng mà em gập lên thì cho
19 cho em nhá. Đây bé mặt thì nó cũng đẩy lên thì nó mới đẹp. Rồi mã số đây là 19 cho em bộ vu xì này, cũng là da cá nhá. Size 20 cân đến 25 cân chắc là còn đẩy 8 bộ thì đấy tặng luôn 89.000 luôn. 89.000 luôn cho em nhá. 89.000. 19 đi, màu ghi 19 màu nâu đậm cho em này. À, 25 cân thì tầm 6 tuổi quay lại thôi các chị ạ. 25 cân tầm 6 tuổi quay lại cho em thôi nhá. 25 cân thì ít nhất là tầm có 4 đến 6 tuổi thôi là vừa rồi, chứ còn cao hơn thì cũng không mặc được đâu. Trang đinh có 04 và 18 ok này. Mã này lên là 19 cho em đi. 19 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 đồng cho em nha các bác nha. Mã số 19 nhá. An Minh Nguyễn có 19 rồi ok này. Trang Đinh có 04 rồi và 18 rồi. Vi Huyền có 13 rồi ok, 35 cân này. Mai Thư có 10 rồi ok. Xong bây giờ lại chọn lại đặt mấy cái mã này lẻ đấy. Rồi cái này là 19 nhá. 89.000 một bộ cho em, da cá dày lắm đây này. Đây rất là dày luôn này, rất đẹp lắm. Đây da cá không bay không phù cho em, rất là mịn nha mọi người. 20 cân đến 25 cân, 4 đến 6 tuổi là mặc được nhá. 4 đến 6 tuổi là mặc được. Rồi bây giờ lại lên váy nhá. Đây, 2 giây em có ít em xem luôn. Rồi mã tiếp theo, mã số. Đây. Rồi lên cho em con này, mã số 320 này. 19 cho Mai Thư rồi, Vân Liêu Thủy. Vân Liêu Thủy có 19 này. Các chị nhớ lên cân nặng đi nhá, hàng lấy size lên cân nặng đi các chị ơi. Rồi lên váy tầng cho em, váy hoa tầng này. Con này size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân cho em nhá. Đủ size đúng không? Màu. Màu hồng với xanh á, hay là màu gì? Cái màu xanh thì vẫn còn. Rồi cái này lên trên này, mã này lên trên, mã số là 20 này. Con này size 15 cân cho đến 35 cân cho em nhá. Tặng luôn cho em với giá là 75.000 một cái luôn. 75.000 đồng cho em. Mã này lên là 20 đi, 20 2 giây cho em. Chất liệu là thô mềm nha mọi người ơi. Cái này là thô mềm cho em, thích lắm. Cái này 2 giây nó rất là mịn luôn á. 2 giây bèo. 19 cho Nguyễn Luyến này, Huynh Cát Tiên này có 19 này. Màu ghi cho Vân Liêu Thùy rồi ok. Rồi cái này lên váy tầng cho em mã số 20 nhá. 75.000. 75.000 đồng cho em 20 màu xanh này, 20 màu hồng này, 15 cân đến 35 cân cho em. Size hoa nhí nhá mọi người, cái này hoa nhí size đại nhá. Đấy cái này hoa nhí đẹp lắm. Màu xanh này, màu hồng này và màu tím cho em này. Đây là màu tím cho em này. Các chị chấm bài cho em với nào. 75.000 cho em, mọi người chấm bài lên cho em, tương tác lên giúp em nha. À mã số 20 nhá. Mã số 20 váy 2 dây bèo cho em, 2 dây bèo tầng cho em này, 20 màu tím này. Nhìn xa thì nó bị nhợt màu nhưng mà nhìn gần mới đẹp, cái váy này ở ngoài nó đẹp hơn ở trên live ấy. Đẹp hơn trên live luôn, các em khẳng định luôn là đẹp hơn trên live luôn đó. Màu xanh, màu hồng, màu tím cho em nhá mọi người nhá. Màu xanh, màu hồng, màu tím mã số 20 ạ. Cái này lên là 20 cho em nhá. Mã số 20 nhá, 20 75.000 cho em, có dây cột sau chị ơi, có nhá. Có dây cột sau cho em nhá. 20 nhá, màu đậm 89.000 xem. Ok chị mèo yêu này, có 19 này, có dây cột sau. Mã này có dây cột sau hoa nhí á, cái này là dạng hoa nhí cho em nhá. 75.000, mã số 20. Hà Minh có 04 này, Hoàng Quốc Yến có 19 này, 25 cân dùng đơn này, Thu Hà 20 này. Váy dài tay 30 cân em có nha, được em xíu nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là 20 cho em này, màu hồng này, màu tím này, đây là hoa tím này. 20 lên màu vàng này. 20 20 Trang Đinh, Trang Đinh ơi, đây là 20 nhá. Trang Đinh ơi, đây là mã số 20. 75.000 cho em màu xanh vàng cho em này, màu hồng, màu tím nhá. 20 chị Trang Đinh comment lại đi. Có 75.000 một cái thôi em xem, vì đây là size to đấy, cũng còn có một ít thôi ạ. 15 cân đến 35 cân cho em mã này lên là 20 các bác ơi, 20 nhá. 20 không phải là 19 đâu, 19 là bộ. 20 cho em 75.000 một váy nhá. 20 này. À, Phùng Tố Trinh có 20 này, Thanh Thủy có 20 ok này. 75.000, 15 cân đến 35 cân cho em nhá mọi người. Hồng tím xanh cho em nhá. Màu hồng màu tím màu xanh cho em. Màu hồng màu tím màu xanh cho em nhá. 15 cân đến 35 cân cho em ạ. Đây là cũng hoa nhí hồng cho em này. Đó, cái này chất ở ngoài nó đẹp lắm. Cái này rất là xinh luôn mọi người. Váy tầng cho em và dài nhá. Dài nó dài, đây là số bé nhất đấy. 15 cân cũng phải từ 4 tuổi trở lên mới mặc được. Rất là dễ thương. 15 cân cũng từ 4 tuổi trở lên mới mặc được. Cho đến 35 cân thì tầm 9 tuổi quay lại cho em nhá. Có dây cột eo ở sau cho em.
15 cân đến 35 cân 75.000 cho em, mã số lên là 20. Quỳnh Thị Cúc có 20, ok này. Phượng Thảo có 20 này. Đúng rồi, màu xanh, màu hồng và màu tím nhá. Đây dùm còn chất cho em này. Có 20 này. Màu tím lên cho em 20 này. Đây, 20 nha. Đây, hoa nhí hồng cho em 20 này. Phùng Tố Trinh lên lại số điện thoại đi sai rồi. Phùng Tố Trinh lên lại số nhá. Phùng Tố Trinh lên lại số điện thoại đi sai số nhá. Em 619 lấy 20, chị Hoàng Khuyên 20, ok này. À, đầm người lớn đằng sau chị à, không, ở đấy nhà em và đầm trẻ em, không có đầm người lớn nhá. Phùng Tố Trinh ơi, lên lại số thoại đi sai số nhá. Toàn Kim 20, ok. Ngọc Bảo 20, ok. Hồng Xanh này, ok. Hương Nguyễn có 20, ok. Của 75.000 các chị ạ, mua không mua phí lắm. Em nói thật, chỉ cần ra Tết thôi em là bán cái này. Ra Tết là nhà em là sang mùa hè rồi, là bán cái váy này ít nhất là phải tầm 120.000 mới bán được. Đó, bây giờ các chị mua là rất là rẻ rồi. Giá thị trường ít nhất phải 180-200. Phùng Tố Trinh ok, Ngọc Hồng Nguyên này có 20 ok này. Hoàng Khuyên rồi ok chị nhá. Rồi ok, gộp đơn cho Hoài Anh 20 này. 20 đúng không? Hoài Anh là 20, các chị comment mã số đi. À, chị lấy bộ à? Bộ rồi ok, bộ là bộ có màu vàng. Bộ cái bộ 19 là có màu vàng đâu. 19 làm gì có màu vàng? 19 có màu nâu chứ. Màu nâu với màu ghi chứ. 19 là màu nâu với màu ghi chứ. Ngọc Quyền có 20, ok. Cẩm Thà là 19 này, chị Ngọc Đinh là chị lấy 19 đấy nhá. Rồi Việt Thúy Hồ có 20, ok. 19 là màu nâu đấy nhá, chị Thùy Đinh hay là chị gì đấy? Trang Đinh nhá, 19 là màu nâu, không phải màu vàng đâu nhá. Không có đồ bé trai đâu ạ. Rồi chị nào lấy 20 thì comment là 20 cho em.
21 bên dưới chạy gen đẹp lắm. Cái váy này rất là đẹp luôn á. 21 cho em 115.000 cái thôi. 250 là xem 115.000 nhá. 21 màu xanh này. 21 lên cho em màu hồng này. 21 lên cho em màu vàng. 21 115.000 cho em. Cái này em cũng có đăng ảnh ở trên tường ấy. Xinh lắm, bán rất là chạy luôn. Cái này là tay bèo cho em nhá mọi người nhá. Tay bèo cho em chất thô boy không nhăn. Thấm hút mồ hôi cho em, miền Bắc mặc được, miền Nam mặc được cho em, không hề nóng luôn. Em cam kết với các chị là không nóng, không nóng nhá. Đấy, các chị được kiểm tra thoải mái trước khi nhận như này, em không thể nói dối được đúng không? Được kiểm tra thoải mái trước khi nhận cho em. Rồi chị nào lấy thì comment là 21 cho em đi. 21 nhá. Hiền cắt tơ lên, Hiền cắt tơ lên xuống thoại đi chị. Hiền cắt tơ lên xuống thoại đi. 12 đơn giờ, Thùy Dung, Trinh Thị rồi. Hương Nguyễn 21 này, Việt Thúy Hồ 21 ok này. Hiền cắt tơ lên số thoại cho em gói năm. Hiền cắt tơ lên số thoại cho em gói năm. 21 nha, 21 cho em màu vàng. 21 lên cho em màu hồng này. Xin nhờ 21 cho em này, màu xanh này. 21 cho em nhá mọi người nhá. 45 cân không vừa. 45 cân không vừa. Cái này chỉ được đến 40 cân là kịch kim thôi. 40 cân thôi chị mèo yêu nhá. Rồi này Phạm La này, lên số điện thoại nè. Chị Phạm La lên số thoại. Thì Hiền Trinh có vừa 21 ok này. Đầm 14 cân là 14 cân em có nhá. Được em xíu lần lên cho. Rồi cái này lên là 21 cho em màu xanh này. 21 lên cho em màu hồng này, cái này xinh quá. 21 lên cho em màu vàng này. 40 cân quay đầu. 17 cân đến 40 cân cho em nhá. 4 tuổi trở lên là mặc được nha. 4 tuổi trở lên là mặc được cho em nhá. Quá 30 cân là bộ nào nhỉ? Máy số phải đủ size mà em yêu. Rồi. Bộ quá chừng nhau á. À quá quên đi mấy cái bộ chừng nhau mang sang đây chứ không qua cái con bé này, nó lấy hai bộ đây. Rồi chị nào lấy 21 thì comment là 21 cho em nhá. Bé mặc được thôi chị mèo yêu ạ, bé mặc được thôi. 21 cho em 115.000 thôi nha. 17 cân đến 40 cân cho em 115.000 váy tiểu thư cho em nhá. 115.000 màu xanh này, màu đỏ 21 này và màu hồng 21 và màu vàng 21 cho em này. Mã này đây là 21 đi. 115.000 nhá. 115.000 cho em 21. Chị Phạm La có đây thì lên số điện thoại đi ạ. Chị Phạm La lên số thoại nào. Phạm La lên số thoại nhá. Trần Tuyết có 08 và 12 xanh này. Phạm La lên số thoại cho em. Ly Trường có 17 này, các chị nhớ là comment đúng mã số hộ em nhá. Huyền Lê Thanh có 21 ok này, màu hồng này ok. Rồi màu vàng này, 21 lên cho em màu hồng này. Phạm La lên số thoại đi chị. Và 21 lên là cho em màu xanh này, ngoài nhí cho em xinh lắm. 115.000 một cái thôi nhá. 115.000 cho em nhá. Rồi chị nào lấy 21 thì comment là 21 cho em nhá. 21 kèm cân nặng cho em mà có đơn nhá mọi người nhá. 21 đi. Đấy, lên cho em một cái máy tin này. Máy tơ hết cho em, máy tơ cao cấp và máy cải hết chưa? Rồi ok nhá. Thu Hà có 21 rồi ok này. Rồi Phạm La có 21 ok. Mai Lê 21 rồi ok này. 39 cân à. Rồi ok chị này. Mã tiếp theo lên cho em này. Ok nào ạ? Đây cái đây nhỉ? Cái này có còn size gì em? Có còn size gì đó? Còn size gì? Rồi mã này lên cho em mã số 22 này. Mã tiếp theo nha. Mã số 22 cho em này. Mã 12, 12 là sau em luôn này. 12 là sau em luôn, 135.000 nhá. Cho chị thêm bộ 04 hồng hoặc đỏ nhé. Ok chị Điệp Phan này. Rồi cái này lên mã số 22 cho em cũng là cổ lá nhá. Cái này là cổ lá nhọn cho em này. Size chất liệu của nó là đùi gân co giãn cho em ạ. Rất là xinh. Size cho bé là 15 cân à 17 cân đến 30 cân cho em. 17 cân đến 30 cân cho em có chạy bèo nơ này. Đây cái này là chạy bèo nơ cho em này. Đó. Cái này lên mã số 22. Cái này em cũng sale là 109 như một cái rồi nhá. Hết rồi. 109.000 cho em. Riêng màu trắng là có đến 40 cân quay đầu nhá. Màu trắng là 35-37 cân quay đầu cho em. Màu trắng này. Còn hai cái màu này, màu hồng với màu xanh thì size 30 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Mã này lên cho em là 22 đi. 109.000. 109.000 cho em 22 nhá. 22 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 22 109 nghìn. Mai Lê 21 rồi ok. 22 cho em màu hồng này, 22 lên màu trắng này. Màu trắng thì có 35-37 cân quay lại nha các chị nhá. Màu trắng thì 35-37 cân quay lại cho em ạ.
lên cái váy trắng ở sau hả? Bộ 40 cân á, 40 cân á. Hôm nay hết bộ 40 cân rồi. Rồi, chị nào lấy thì comment là 22 nhá. 22 109.000 màu xanh, 22 màu hồng và 22 màu trắng này, 17 cân đến 30 cân. Còn riêng màu trắng là size đến 35-37 cân cho em nhá. Riêng màu trắng là 35-37 cân cho em, 109.000 cho em. Có áo cho bé, áo à, áo thì không có rồi, em không có áo rồi, em chuyên váy với bộ thôi. Áo len, có áo len á, áo len với lại áo phao, áo bắc ta. Rồi chị nào lấy thì comment cho em nhá mọi người nha. 22 nhá, 22 hoa vũ này, 05-10-2-21 rồi ok nhá. Rồi chị nào lấy 22 thì comment. Hoa vũ có rồi, các chị không phải comment lại đâu mọi người ạ. Mọi người có rồi nha. Còn đây là 12 nha các chị ơi, 12 đây này, 12 này. Size 17 cân đến 37 cân cho em, mã số lên là 12 nhá. 17 cân đến 37 cân cho em, mã số 12, 135.000 cho em. Màu vàng này, 12 vàng này. Chị nào có rồi không phải comment lại đâu. 12 màu xanh này, 135.000. 17 cân đến 37 cân, hàng cao cấp nha. Chất là xốp vân hoa cho em. Cái này chất liệu của nó là xốp vân hoa nhá. Rồi cái này lên là 12 cho em nhá. Đấy công chúa nào 30 cân đây. Cái này lên công chúa bồng, tay bồng cho em này, đẹp lắm. Đây, cái này cháu em mặc đẹp lắm. Rồi cái này là 12 màu trắng này, 12 lên màu vàng này, 17 cân cho đến 37 cân. 12 màu xanh này, 12 lên cho em màu hồng này. Màu hồng cho em, mã hàng cho em là 12 nhá. 12 135.000, 17 cân đến 37 cân. Chưa đi Bình Dương đâu chị ạ. Rồi chị nào có rồi đừng comment lại nhá. 12 cho em rồi lên váy thủy thủ nha. Ôi trời ơi, rơi cái gì đây? Đây size nhỏ nhá, đây size nhỏ cho khách chọn tiếp nha. Đây lên một cái size bé này, lên cho em một cái size bé này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 23 này. Chị nhận được đồ rồi, chất lượng và đẹp lắm. Cảm ơn chị Đinh Tiên nhá, cảm ơn chị. Rồi lên cho em cánh tiên này, mã số 23. Size cho bé là từ size 13 cân đến 23 cân cho em nhá. 13 cân đến 23 cân con này, mã lên là 23 cho em nhá. Cái này sale 75.000 luôn này, 75.000 cho em, 75.000 cho em. Mã này lên là 23 đi, đúng không em? Rồi Trần Như Lam có 12 này, Yến Nguyễn Hoàng có 12 này, xanh công chúa rồi ok này, vàng này rồi ok này. Xem bộ phía sau với ạ. Rồi đợi em xíu nhá, báo nhân viên báo bộ sai bộ cái bộ TB đi. Từ từ đã, bộ em khoan hàng lên đã, thì vì hôm nay bộ thì toàn hàng lẽ sai nên là để phải chia ở bên kho các bạn xem còn sai gì đã các chị ạ. Không có bán là không có sai chia á, vì bây giờ hết mất hàng rồi, bộ thì phải tầm 2-3 hôm để em mới về nhiều á. Hôm nay là toàn hàng lẽ sai. Rồi cái này lên cho em nhá, mã này lên cho em mã số là 32323 đi, 2375.000 nhá. Cánh tiên cho em này, cánh tiên rất là đẹp luôn ạ. Bông nhí và bông to nhá, có bông nhí và bông to. 13 cân cho đến 23 cân cho em, 13 cân cho đến 23 cân cho em với giá là 75.000 một cái. Chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em, chạy ren này rất là đẹp. Cái này chạy ren đẹp lắm, cánh tiên nhá mọi người nhá. 23 cân quay đầu cho em đây, xanh nhí á. 13 cân từ 2 tuổi trở lên là mặc được rồi. 12 cân từ 2 tuổi trở lên là mặc.